À, vâng, shop em lại gửi lời chào đến toàn thể các bác anh em đam mê đi bẫy chồn, bẫy thú. Hôm nay tiếp tục giới thiệu cho các bác một cái lô cạm kiềng, cạm 14 cm để anh em bẫy chồn, bẫy thú anh em nhé, bẫy chồn đèn. Thì các bác thấy là thời điểm này đang mùa bẫy chồn, thì các bác nào đang có nhu cầu tham khảo về những cạm bẫy chồn thì có thể liên hệ trực tiếp bên em để đặt hàng. Bên em là cơ sở bán hàng online chuyên nghiệp nên bán rất nhiều mẫu cạm kiềng anh em, từ loại cạm nhỏ nhất là cạm 9 cm cho đến cạm to nhất là cạm 33 cm anh em nhé. Thì nhau thấy là những lô hàng trước thì là bên em đầy đủ hết các mẫu. Thì những cái thời điểm này thì dịch Covid nên là hàng hóa về rất là khan hiếm. Nên là hôm nay lại giới thiệu cho bác một cái lô hàng cạm 14 cm mới về. Cũng không được nhiều đâu. Các bác nào nhanh tay thì có thể điện trực tiếp, bên em sẽ gửi hàng cho các bác tận nhà. Nhận hàng các bác mở ra kiểm tra, đúng sản phẩm thì các bác thanh toán tiền, đấy là quyền lợi của anh em. Thì bên em cung cấp cả những chiếc bàn đạp như này anh em nhé. Đấy, bàn đạp này. Đấy, các bác có thể là mua thêm thì bên em sẽ làm bàn đạp cho anh em. Đấy, hay là dây thắng, dây phanh. Đấy, dây phanh chưa đạp anh em nhé. Đấy, một chiếc cạm kiềng thì nó có, sẽ có một lẫy đi theo. Đấy, để em làm bàn đạp sẵn cho khách hàng. Đấy, hàng đảm bảo xịn sò dày cho bác nhé. Đấy, hàng đảm bảo cạm 14 cm rất là tròn. Đấy, các bác nào đang có nhu cầu tham khảo về những cạm kiềng thì có thể liên hệ trực tiếp bên em. Giá thì như bác thấy là cái cạm dày này các bác nhá. Đấy. Ấy của nó rất là dày. Các bác đo từ sang đây là 14 cm anh em nhá. Đấy. Rất là dày dặn luôn. Đấy, nên là hàng là bằng thép anh em nhá, chất liệu 100% bằng thép. Đấy, gọi cạm kiềng 14 cm, 16 cm bên em đầy đủ các kích cỡ. 12 cm, 14 cm, 16 cm, 18 cm anh em nhá. Đấy, cạm 22, cạm 25, cạm 33 bên em cung cấp đầy đủ. Đấy, các bác nào mà đang có nhu cầu tham khảo thật sự đặt hàng thì có thể alo trực tiếp bên em. Bên em là ship tận nhà. Nhận hàng anh em mở ra kiểm tra, đúng sản phẩm thì các bác thanh toán tiền. Anh em yên tâm không phải cọc cạch gì quá nhá. Đấy, giá cả cực hợp lý cho các bác. Thì như cái lô này thì cái lô này lần này về nó hơi bị han tí thì em quét dầu cho anh em luôn anh em nhá. Đấy, để cho nó chống han, cũng như các bác mà đánh lâu ngày mà nó bị han thì các bác có thể quét dầu lại. Thì cho nó đánh chồn nó hiệu quả anh em nhé. Đấy, một cái video rất là ngắn thôi. Em xin chào tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Các bác xem video thì cho em xin một like, một đăng ký kênh. Và chia sẻ anh em bạn bè cùng biết các bác nhé.